Theo các thông tin mới nhất, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội chi gần 10 tỷ đồng để mua thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn từ câu lạc bộ Slovan Krov, Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó, câu lạc bộ V-League có thể sẽ còn phải chi ra hơn 10 tỷ đồng nữa tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng với thủ môn Việt kiều cùng khoảng lương mỗi tháng lên tới cả 100 triệu đồng. Tính ra, thương vụ này sẽ tiêu tốn của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cả 1 triệu đô la. Nếu câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội thật sự mang Philip Nguyễn về đá V-League, tín hiệu quả ở cấp câu lạc bộ chưa biết như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cái lợi cho huấn luyện viên Chuse và đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, việc tới thi đấu tại V-League sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho Philip Nguyễn nhập tịch Việt Nam. Đây là điều Philip Nguyễn những năm qua rất mong muốn thực hiện. Bên cạnh đó, chơi ở V-League cũng rất thuận tiện cho Philip Nguyễn lên đội tuyển Việt Nam thi đấu nếu thật sự đủ điều kiện và được triệu tập. Một vấn đề khác cũng vô cùng quan trọng, đó là việc tới V-League thi đấu sẽ giúp cho Philip Nguyễn làm quen với bóng đá Việt Nam, từ phong cách tới các cầu thủ trong nước. Chỉ tính riêng ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, Philip Nguyễn cũng có thể chơi cùng rất nhiều tuyển thủ quốc gia, trong đó có nhiều cái tên thuộc hàng phòng ngự như Văn Hậu, Văn Thanh. Điều này sẽ giúp Philip Nguyễn dễ dàng hòa nhập nếu được lên đội tuyển Việt Nam, qua đó thêm cơ sở cạnh tranh vị trí cùng Đặng Văn Lâm. Nên biết, về mặt chuyên môn, chẳng ai nghi ngờ Philip Nguyễn ngay cả khi so sánh cùng thủ môn Việt kiều tài năng Đặng Văn Lâm. Bởi lẽ, Philip Nguyễn đã tạo dựng được tên tuổi ở giải vô địch quốc gia rất mạnh, Cộng hòa Séc. Câu chuyện hòa nhập mới chính là điều thời gian qua nhiều người lo ngại, nếu như Philip Nguyễn được lên đội tuyển quốc gia Việt Nam thì từ đây vấn đề đó có thể sẽ dễ dàng được giải quyết nhờ câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Còn về phần huấn luyện viên Chuse, ông cởi mở và hào hứng với việc sử dụng nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Đặng Văn Lâm đã từng phải đánh đổi rất nhiều thứ để tạo nên danh tiếng cho chỗ đứng của mình ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Câu chuyện có thể đơn giản hơn cho Philip Nguyễn khi anh sắp về quê cha bằng một bản hợp đồng bom tấn cho tới câu lạc bộ mạnh bậc nhất của V-League. Tên tuổi của Philip Nguyễn đã được khẳng định, nên có thể nghĩ chỉ cần anh đủ điều kiện sẽ lập tức được trao cơ hội thử sức ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.